nó thật sự là nó phải tiến tới hôn nhân. Có khi nào mà em có nghĩ rằng đó nó bị nguyên tắc quá không? Em cũng không biết mọi người phụ nữ khác suy nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với em thì mình nên cái đó là bất di bất dịch. Em mong muốn là cái người bạn trai của em sẽ phải như thế nào? Em muốn người bạn trai của em chăm lo cho cuộc sống gia đình, năng động. Tại vì em cũng ít nói á chị, nên em cũng muốn một người bạn nam nói nhiều, tạo cái tiếng cười cho mình cả ngày á. Có thích đẹp trai không? Dạ thích. Cao bao nhiêu? Dạ cao 1m65 trở lên chị. Da trắng hay đen? Dạ da ngăm ngăm thôi chị. Ngăm ngăm thôi phải không? Tôi qua tôi coi luôn nè. Da ngăm có. Được cái là nói luôn nè. Có. Cười dạ, tươi em có. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Anh Linh nói đúng á, da ngăm đen có luôn, cao có luôn, cười tươi có luôn. Dạ. Còn em, cái mẫu bạn gái của em là như thế nào? Về bạn nữ thì em có yêu cầu em thích một bạn nữ ngoại hình cao khoảng 1m58 trở lên. 1m58. Da trắng. Ngoại hình cân đối và hơi bánh bèo xíu. Quá bánh bèo luôn chị. Đừng có tomboy quá. Dạ, quá bánh bèo luôn ạ. Quá bánh bèo luôn, em yên tâm ha. Rồi, biết quan tâm, lo lắng cho bạn trai. Đừng có dây thun. Dạ. Em có giờ dây thun không cưng? Dạ không ạ, em cũng ghét người mà hay bị giờ dây thun lắm chị. Em là phải đúng giờ. Hẹn cái giờ đó là phải có giờ đó hoặc là sớm hơn xíu. Giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Chào ở em. Trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên Đinh Chí Thiện. Em năm nay 32 tuổi, em đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Hiện tại em làm nhân viên văn thư ở trường học. Còn em? Dạ, em tên là Mỹ Thảo, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kế toán thống kê tại công ty Quạt Điện Sinco. Dạ, quê em ở Ninh Thuận. Ở đâu, em làm ở đâu? Dạ, ở bên Bình Tân ạ. Em nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì em là một cô gái hiền, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì em hơi khó tính một xíu ạ. Dạ, em thì cái cảm xúc của em nó hay bị tục ạ, nó bị tục cảm xúc. Lý do tại sao vậy? Nhiều khi mình đang vui á, xong cái mình đang ngồi mình vui và có ai đó đi ngang qua cái đánh mình cái mạnh quá thì lúc đó mình cấu lên luôn. Còn bạn trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ em điểm mạnh của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng, có tính tự lập cao, thẳng thắn, thiệt thà. Điểm yếu thì bởi vì thẳng thắn thiệt thà nên thường hay có khi thua thiệt. Chứ là em có điểm yếu là em cũng hay dễ mềm lòng. Những cái bạn nữ nào mà ví dụ như nhõng nhẽo hay khóc một xíu thì em cũng hay mềm lòng. Rồi sau này em có bạn gái rồi mà những bạn gái khác mà nhõng nhẽo vậy thì em có mềm lòng không? Không chị, em chỉ mềm lòng với người yêu thôi chứ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em hiện tại là trước giờ là em có 3 mối tình rồi. Em mối dành nhất là kéo dài 2 năm. Ngắn nhất là mới đây luôn. Rồi 3 mối tình đó thì em thấy em có sơ suất gì trong 3 mối tình đó không? Không có sơ suất gì. Không có sơ suất sao chia tay? Phần là do bạn nữ có tình yêu mới. Có đổ thừa cho bạn nữ nữa phải không? Như vậy có nghĩa là lý do là do em bị bạn nữ bỏ đúng không? Dạ. Không lẽ ba cô bỏ hết em, ba cô đi vậy luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Chắc có lẽ là em thiếu quan tâm đến cho nên bạn buồn, bạn mới có người yêu khác chứ. Xui vậy. Bên kia mấy mối tình? Em có một mối tình được 2 tháng. Em với anh này cũng tình cờ quen nhau qua cái buổi cà phê bạn bè. Rồi anh này có số điện thoại của em, cái ảnh về anh cũng nhắn tin gọi điện quan tâm em kiểu đặc biệt lắm chị. Rồi cái ảnh tỏ tình, ảnh biết cái lịch làm việc của em khi nào rảnh á, rồi ảnh qua đưa đón em đi ăn đi chơi xem phim. Mà cái này cũng là anh này cũng là cái gu của em đó chị, đẹp trai cao to em đã thích nữa. Công việc thì ổn định thì em cũng chấp nhận quen luôn. Xong cái quen được 2 tháng ảnh tiêu, không có còn nhắn tin quan tâm tới em nữa. Xong cái em cũng thấy lạ lạ. Dạ, cái em gọi điện em cũng hỏi, rồi em cũng gặp em cũng hỏi mà anh không có cho em lý do, im re, rồi anh nói anh bận, rồi không trả lời gì nữa. Mà cái lúc mà hai đứa em quen á, thì em cũng có nói rõ cái quan điểm của em là không có quan hệ trước hôn nhân. Chắc ổng thấy em khô khan rồi không có biết chiều chuộng gì đó nên... Rồi bạn trai bạn nghĩ gì về quan điểm này? Em cũng đồng ý với cái quan điểm của bạn nữ đó. Thì em thấy cái đó là nó quan trọng với người phụ nữ. Mình nên, nên giữ cho tới lúc mà mình có một cái mối quan hệ mà nó thật sự là nó phải tiến tới hôn nhân. Có khi nào mà em có nghĩ rằng đó nó bị nguyên tắc quá không?
Em cũng không biết mọi người phụ nữ khác suy nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với em thì mình nên cái đó là bất di bất dịch. Em mong muốn là cái người bạn trai của em sẽ phải như thế nào? Em muốn người bạn trai của em chăm lo cho cuộc sống gia đình, năng động. Tại vì em cũng ít nói á chị, nên em cũng muốn một người bạn nam nói nhiều, tạo cái tiếng cười cho mình cả ngày á. Có thích đẹp trai không? Dạ thích. Cao bao nhiêu? Dạ cao 1m65 trở lên chị. Da trắng hay đen? Dạ da ngăm ngăm thôi chị. Ngăm ngăm thôi phải không? Tôi qua tôi coi luôn nè. Da ngăm có. Được cái là nói luôn nè. Có. Cười dạ, tươi có. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Anh Linh nói đúng á, da ngăm đen có luôn, cao có luôn, cười tươi có luôn. Dạ. Còn em, cái mẫu bạn gái của em là như thế nào? Về bạn nữ thì em có yêu cầu em thích một bạn nữ ngoại hình cao khoảng 1m58 trở lên. 1m58. Da trắng. Ngoại hình cân đối và hơi bánh bèo xíu. Quá bánh bèo luôn chị. Đừng có tomboy quá. Dạ, quá bánh bèo luôn ạ. Quá bánh bèo luôn, em yên tâm ha. Rồi biết quan tâm, lo lắng cho bạn trai. Đừng có dây thun. Dạ. Em có giờ dây thun không cưng? Dạ không ạ, em cũng ghét người mà hay bị giờ dây thun lắm chị. Em là phải đúng giờ. Hẹn cái giờ đó là phải có giờ đó, hoặc là sớm hơn xíu, hoặc là trễ hơn thì phải thông báo cho bạn kia biết. Em không thích điều gì nhất ở đàn ông? Dạ em không thích bạn trai ở dơ với lại hôi hôi. Không có hôi, thơm. Mỗi ngày mỗi tắm đúng không? Dạ mỗi ngày mỗi tắm. Thậm chí có ngày tắm 2 lần đúng không? Dạ. Ok. Nó chỉ ít có đàn ông nổi dơ lên em ơi. Có vì... những người mà không tắm luôn á. Tại vì người ta không có gia đình, người ta làm biến tới bê bối chứ. Thử có gia đình coi, người ta tắm ngày mấy chập luôn á. Không hút thuốc nữa anh? Có không em? Dạ không. Không luôn, rồi gì nữa? Dạ không gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ không luôn. Được chưa? Dạ được. Mình hiểu nhau, mình yêu nhau, mình tới độ phải cưới rồi thì có chuẩn bị gì chưa? Dạ có rồi anh. Cái gì? Tiền với nhà. Nhà ở chung với ai? Nhà thì ở chung với ba mẹ, nhưng mà có 2 nhà. Có 2 nhà phải không? Vậy ba mẹ cho nhà kia đúng không? Dạ. Em đi với ai? Dạ hiện tại em đi với mẹ em. À rồi có mẹ. Nhà à trai. Xin chào hai MC Nguyễn Linh với lại Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Thì chị Thiện nó rất là hiền, cũng ít nói chứ không có nói nhiều. Còn về vấn đề gia đình mà nhà cửa chuẩn bị để đám cưới thì nhà đã lo rồi, tại vì có thằng trai phải lo nhà cửa đồ sẵn. Thì tôi cũng đồng ý với cái quan niệm của cô bé này. Thấy cháu ở đây rất là dễ thương. Tôi thấy xinh đẹp, thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á. Dạ rồi, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn cô. Dạ. Còn em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, anh họ, chị đồng nghiệp với bạn em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh lại chị Hồng Vân. Em chào bác gái ạ. Thì em thấy cũng bạn trai cũng gọi là được. Còn quan trọng là hai em có đến được với nhau là tùy ở hai em. Cổ vũ cho hai em vậy thôi. Cổ vũ. Thôi bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bó hoa tặng em với lại một cái bức tranh thư pháp. Thì cái bức tranh thư pháp này nó ghi một cái chữ là chữ duyên. Thì ở đây là cái nói lên cái quan điểm tình yêu của anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mà tặng anh cái quyển sách này. Cái này là 8 nhà ba mẹ em trồng. Thì hôm nay ba mẹ em không tới đây được, nên ba mẹ gửi vào đây để em tặng cho anh. Em mời anh Huyền Linh ạ. À. Thế em mời chị Hồng Vân luôn ạ. À. Đây để em đây luôn, để em đây luôn đi. Dạ, anh ăn thử một trái đi xem nó có hương vị như thế nào ạ. À. Ủa rồi trái nhiều không vậy bé? Dạ nhiều ạ. Ồ vậy đó. Dạ hả? Nguyên một vàng luôn ạ, một vàng thì... Quá ngọt luôn. Cho Vân miếng. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Thôi cho Vân một trái lớn. Trời ơi coi ghê chưa. Táo này nó ngọt cũng giống như là cái sự ngọt ngào của em vậy đó. Anh mở ra đi, cái trang đầu tiên em có thả thính đó. Hy vọng là anh sẽ dính thính của em. Không người nào có thể trở về quá khứ để bắt đầu thêm lần nữa, nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để viết một kết thúc khác hoàn hảo. Có chấm dính không anh? Chắc có. Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh có cái sự điềm tĩnh. Anh có năng động không? À, anh cũng năng động, cũng hay tham gia những cái hoạt động xã hội. Em công việc của em hiện tại là em làm ở Bình Tân ha.
Dạ em là ở Bình Tân. Em ở trọ ở Bình Tân luôn hay sao? Dạ em ở trọ ở Bình Tân luôn. Em có ngại làm dâu Biên Hòa không? Dạ không ạ. Em sống ở hướng nội, thích quan tâm tới gia đình. Em nghĩ là cái việc làm dâu thì không có khó khăn gì em. Dạ. Anh nghĩ là phụ nữ giữ tiền thì cũng tốt. Em ta... Dạ thì lương của anh thì anh đưa cho em 8 thôi, còn anh giữ lại 2 để anh tiêu xài. Ca hát văn nghệ gì đi cho nó bớt căng thẳng coi, thấy hai đứa căng dữ vậy. Hát hò để vui đi. Trời ơi. Thì anh không còn một trái không? Tôi chưa từng thấy ai như ông đó mối. Ngon nó ngọt lắm. Xong chừa cho tôi một trái. Gửi cái dĩa nha. Dạ. Thôi hát giao lưu đi. Em có thích nhạc trẻ không? Anh sẽ hát một bài nhạc trẻ tặng em. Dạ. Đứng lên sẽ hai hát đứa bài đứng Vì Yêu để tặng em. Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm ông em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố. Sức mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Hát đáp lại liền. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Tay nắm tay về muôn nơi. Rồi, được rồi, các bạn về chỗ đi nào. Về đây. Nếu như trái tim rung động thì chúng ta bấm nút. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Và ba. Các bạn chưa bấm nguyên tắc chứ sợ luôn. Đấy, nắm tay được rồi đó. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. À, không cái đi, không cái đi, không cái nào. Rồi. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa sớm tìm hiểu nhau và thông báo tin vui cho chương trình nha. Dạ. Nắm tay con gái đi đó. Hai đứa nắm tay thật chặt nha. Chặt quá trời. Nắm tay nhau thật chặt.